Xin chào mọi người đã quay trở lại với livestream của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn ạ. Hiện tại thì em đang có mặt trong phòng mổ của bác mọi người ha. Và bác cùng ekip vừa mới thực hiện xong một ca phẫu thuật. Thì trước mặt mọi người đây là một chị khách hàng mới sinh năm 2005 thôi nha mọi người. Thì khách hàng mong muốn là sau khi gặp bác Văn thì sáng hôm sau sẽ sở hữu một vòng mổ căng tròn sexy và đẹp nha mọi người. Thì đây là em xin chia sẻ tình trạng khách hàng trước khi làm cho mọi người cùng xem nha. Tình trạng vòng một trước khi làm như mọi người cũng có thể thấy qua màn hình thì hai bên không có đều nhau mọi người ha, một bên to một bên nhỏ và hai bên chân ngực cũng không có đều nhau luôn nha mọi người. Khách hàng này thì ngực cũng nhỏ thôi mọi người, khe thì xa không có gần nha mọi người ha, khe rất xa luôn. Hai bên ngực thì như mọi người có thể thấy là một bên to hơn một bên nhỏ hơn, nên là khi mà thăm khám và tư vấn, bác có tư vấn cho khách hàng đặt lịch size một bên 320 một bên 300 nha mọi người. Và đây là hình ảnh sau khi làm xong, mọi người cũng có thể thấy được ngực của khách hàng như thế này ha. Lên hoàn toàn khác so với hình ảnh trước khi làm luôn mọi người ha. Hai bên sau khi đặt lịch size lên khá là đồng đều với nhau luôn nè. Căng, tròn, sexy và cái khe ngực này bác cũng tạo lại cho khách hàng rất là đẹp luôn nha mọi người. Rồi quay giùm chị góc trên này ha. Mọi người có thể thấy cái phần nhô của bầu ngực ha mọi người ha. Rất là đẹp luôn ha, căng, tròn, sexy luôn. Rồi.